em đã đến với kênh channel của mình nha. Hai mẹ con mình đi chơi nữa nè mọi người ơi. Đây có thủ một trái bắp. Các bạn thấy không? Đó, ngay một trái bắp. Để ngay góc đó, đó là khi nào đói là hai mẹ con mình sẽ ăn dằn bụng. Và bây giờ là đang trên đường cao tốc đi đến nhà bạn chơi. Hello, xin chào các bạn. Thì ngày hôm nay mình ngồi mình đã chia sẻ với tất cả mọi người về một cái tiêu đề mà có một người comment với mình nói là đối với em, chị thấy là em lấy chồng á và ông xã của em đã biết rất là biết lo làm ăn và cũng yêu thương vợ con, đó là một cái diễm phúc của em rồi. Nhưng mà có một số chị anh chị em á, họ lấy chồng Việt kiều á, gặp những cái người đàn ông như sau, em sẽ kể cho mọi người nghe, thì nó không có được hạnh phúc và họ phải cắn răng chịu đựng. Cũng như là giống như khi mà mình ở bên Việt Nam mà mình lấy chồng qua mai mối rồi đó, ví dụ như là lớn lên rồi ba mẹ cáp gả, cáp cho người này cáp người kia rồi bắt đầu gả vậy đó, thì hên xui may rủi, nếu như hên thì được người chồng tốt, còn xui thì gặp mấy thằng chồng lựu đạn xét thì cũng phải chịu thôi. Cho nên á hả, đối với lấy chồng Việt kiều thì cũng như vậy đó các bạn. Nếu như các bạn nhiều khi á, các bạn gặp họ mà họ tỏ vẻ là họ là người đàng hoàng, mình không có nghĩ là họ là một người không tốt hay gì á, nhưng mà đến khi mà về sống chung với người ta rồi á, mình mới biết được á, là cái bản chất thật của người ta như thế nào, thì bắt đầu lúc đó bắt đầu nó mới lòi ra những cái tật xấu, là bắt đầu kêu bằng gông đeo vào cổ rồi là phải chịu thôi. Đó là những cái kiểu người như vậy đó các bạn. Thứ nhất là cờ bạc các bạn, mà thường ở bên đây á, là những cái người đàn ông mà cờ bạc là rất nhiều nha các bạn, chứ không phải là ít đâu nha các bạn. Mà người đàn ông mà ở bên Mỹ này á, mà họ mà cờ bạc, mình nói thiệt chứ bán vợ đỡ con, đừng có nói là ở bên đây mà bên Việt Nam cũng vậy, những cái người mà cờ bạc á, là cũng là bán vợ đỡ con. À, tại vì đánh bạc xong rồi cái khi mới đầu vô thì nói là đánh chút xíu nghỉ, nhưng mà đánh bắt đầu có máu bắt đầu đánh nhiều lên, bắt đầu cái mượn nợ bắt đầu đánh dây hỏi bạc hỏi. Nhưng mà ở Việt Nam mình nó là cờ bạc không có được cấp phép và không có chỗ tụ điểm đi cho đánh, toàn là đánh chui không à, đánh chui mà còn bị còn bể nợ, còn nhảy lầu tự tử biết bao nhiêu người nữa. Huống hồ chi là bên nước Mỹ này nó có những cái tụ điểm dành cho những người muốn cờ bạc đi đến chỗ đó, những cái sòng bài mà các bạn đã nghe đến đó, casino rồi đó. Đó là ở đây hả, có những cái tiểu bang nó có casino lớn nhỏ đều có hết. Và ở đây các bạn biết không, mà cái người mà ta ghiền bài á, người ta chịu khó đi lắm các bạn, đi 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ. Ví dụ như ở tiểu bang của mình là không có, nhưng mà ở lân cận ở gần đây là nó có một cái tiểu bang, nó có casino và họ chịu khó lắm các bạn, họ chạy từ đây qua đó đánh bài. Mà các bạn biết không, đối với mà các bạn cầm cái đồng tiền mà các bạn vô trong chổng các bạn đánh, đánh nhẹ nhẹ thôi, bây giờ mình nói đánh nhẹ nhẹ không, là một bàn nhẹ nhất là 5 đồng ha, 5 đô hả, 5 đô mà các bạn nghĩ đi, 5 đô quýnh hồi là ra bao nhiêu tiền rồi. Rồi á, cái quýnh là theo kiểu là cái đó là quýnh ghiền á, mấy người quýnh ghiền vô quýnh 5 đô á. Mà mình nói thiệt các bạn, có mấy người mà vô quýnh 5 đô đó, mình có từng chứng kiến một số người rồi, quýnh hả, một đêm như vậy hả, 500-600 đô là chuyện bình thường, thua đó nha. Rồi bữa nào mà quýnh máu hơn nữa thì về 1.000-2.000 đô. Mà những cái bàn gọi là bàn bèo đó, và chồng mình nói vô trong đó quýnh đó, nhiều khi bữa đó nó không có xui á, thì nó vô mấy cái cây bài đỡ, thì nhiều khi mình vô 2-3 cây cái mình thua lại 1 cây thì cũng đỡ. Ông nói giọng thứ mà xui vô rồi á, nó làm liên tục 3-4 cây là đứt bóng liền, vô nhiều khi cây nào mà lớn á, dập 1 cây một là vô là đứt rồi. Ông nói hả, nhiều khi cầm 500 đô trong chổng quýnh giống như là mưa rào mà gặp mà hạn hán, mà mưa rào thì không thấm tí đâu vào đâu hết trơn á. Rồi á, ông nói hả, mà nếu như trong đó mà vô hả, cỡ nào nó cũng tiếp mình được hết trơn á, 5 đô một bàn cũng có, mà vô cái bàn mà quýnh là mà kêu bằng 1.000, 5.000, 50.000 hay một bao nhiêu nó cũng có hết trơn, là các bạn muốn cỡ nào là nó có cỡ đó. Thì các bạn biết không, vô chổng là kêu chính xác, gọi là quăng tiền qua cửa sổ đó các bạn biết hả. Rồi bên đây á thì kiểu là kêu bằng hổ chấp thêm cánh gì đó, đang mà máu cờ bạc nữa mà có những cái tụ điểm mà ăn chơi như vậy nữa,
là coi như là lấy những cái hàng cờ bạc như vậy là coi như là cờ bạc là bát bần, mà làm hoài không bao giờ dư đó. Rồi cái kiểu người thứ hai nữa các bạn, nghiện rượu, nó làm gì, nó làm ngày đó nó cũng phải uống mấy lon vậy, nó uống xong rồi đầu ngà ngà đi ngủ. Rồi mình hỏi bạn chứ giọng thứ uống say ngà ngà đi ngủ rồi làm được trò trống gì, đi làm chút xíu là thèm bia rồi, thèm rượu rồi, cái bắt đầu phải về uống, mà uống vô 2-3 chai thì đi ngủ. Rồi người ta làm cái chuyện này công ăn việc lớn cái gì đó thì không dám không đi, tại vì đi rồi đâu uống được. Ví dụ như cái chuyện gì đó mà làm có công việc đó nguyên một ngày trời đi là mấy người đó sẽ không làm, mấy người đó chỉ làm những cái chuyện lặt vặt cỏn con, những cái chuyện linh tinh lặt vặt thôi, ít thời gian thôi để dành thời gian nhậu các bạn. Đây mấy người mà làm vậy là mấy người đâu có tiền nhiều đâu các bạn, làm vừa đủ nhậu thôi, đâu nhiều, giống như bên Việt Nam mình gọi là sâu rượu á. Rồi á kế nữa là các bạn biết không, bắt đầu á lấy nhầm mấy cái thằng mà theo kiểu là nó thích chơi hơn thích làm á, lấy mấy cái thằng nói như vậy á, ở bên đây có nha các bạn, rất nhiều luôn nha, nó làm vừa đủ nó xài thôi, còn bao nhiêu hả tiền bạc cái gì nó đổ lên đầu con vợ hết, tiền nhà tiền cửa hay bất cứ gì nó đổ lên đầu con nhà con vợ hết. Rồi á nhiều khi á hả nó không làm luôn, nó không làm, nó ở nhà nó ăn không gì đó, rồi cái con vợ phải nuôi, rồi con vợ chửi như thú rồi cũng lì ra thôi. Mà giọng cái kiểu đó mà mình gặp nhiều lắm các bạn, tại vì mình gặp mình mới dám nói chứ nếu như mình không gặp nhiều mà chắc mình cũng không dám nói đâu. Rồi các bạn biết không, rồi á cái kiểu dạng người đàn ông bên đây nữa làm biếng nữa các bạn, có những cái kiểu người đàn ông làm biếng nữa, mình kể cho bạn nghe là có những cái hạng làm biếng là nó như vậy nè, nó không có đi làm mà tối ngày nó diện bóng lắm, bóng mức gượt vậy đó nha. Rồi xong rồi các bạn biết không, ở Việt Nam mình nó hay gọi là đĩ đực à, là bắt đầu đi vô những cái quán nhậu rồi đó, rồi mấy cái tụ điểm nhảy đầm ăn chơi rồi đó, cái bắt đầu cái diện cho bóng lên, đi vô chổng cặp mấy bà có tiền để mấy bà có tiền nuôi các bạn, mà bắt đầu cặp mấy bà có tiền mới theo kiểu là diện cho đẹp lên, mà làm biếng đâu có làm gì đâu, ăn không thì mà tối ngày đi tút tát cho nó đẹp, hoặc là ăn diện quần áo cho nó bóng bẩy để đi vô trong chổng là làm màu cua mấy em. Rồi các bạn biết không, miệng nói hay lắm, mình nói thiệt luôn các bạn, miệng nói là mình tưởng tượng lắm, như là nó bước ra ngoài đường nó làm tiền là bạc tỷ bạc triệu không á, chứ không phải là nó làm mà còn thực chất nó không làm mẹ gì cho nó thất nghiệp ở không mà không làm gì hết trơn á. Rồi xong rồi á, rồi cái đầu ấy sắp vô nó rồi, cái bắt đầu cái mạnh nhà ai nấy ở, mà tao kiểu cặp bồ nhau thôi mà, thì mạnh nhà ai nấy ở. Xong rồi bắt đầu cái bào tiền, dạo này anh tất bát quá, anh làm ăn không được mày kia nọ, cái bắt đầu mấy em vô xa lưới rồi, yêu rồi thương rồi, cái bắt đầu xách tiền cho, hoặc là lo. Mình nghĩ người đàn bà người ta có một cái bệnh là như vậy, mà người đàn ông mà mấy thằng làm biếng nó sẽ nhìn vào cái đó và nó ăn bám, đó là theo kiểu là em không có thương anh cho nên em anh vậy đó, mà em không có xót ruột, em không có thế này thế kia. Cái bắt đầu người đàn bà thì hay có cái bệnh là quen ai rồi, thương ai rồi, xác định là đàng hoàng với người đó rồi là móc hết cuộc hết gan cho, bắt đầu lo cho, cái bắt đầu cái thôi anh cầm đỡ 200-500 gì đó xài. Các bạn biết không, bắt đầu ăn ở không, bám váy đàn bà. Ở bên đây gọi là bám váy đàn bà, mà cái thể loại bám váy đàn bà bên đây nhiều lắm các bạn, nhiều lắm luôn chứ không phải ít nha mọi người. Là có nhiều người họ nói là mình mới qua mình không có đi chơi thì sao mình biết, mình đâu cần đi chơi. Đây ông nội này nè, mình đi chơi là mình đã gặp rồi nha, mình gặp một phần là chỉ là phần nhỏ thôi nha. Còn chồng mình đây là sống ở bên đây là mấy chục năm rồi, ổng nói với mình đó là trời ơi, mình nhiều khi mình gặp những cái kiểu đó thì mình nói trời ơi đàn ông gì mà tồi vậy, ở nhà bằng đàn bà lo rồi ăn ở không à, tối ngày đi nhõng vậy đó hả. Cái ông nói trời ơi em ơi, cái chuyện đó bên đây thường lắm, anh ở đây tới anh gặp hoài à, anh ở đây sống mấy chục năm là anh gặp cái thể loại đó là nhiều vô số kể. Đó là ổng là một cái nhân chứng sống mà ổng nói cho mình nghe luôn, ổng nói là cái kiểu cái dạng người đó bên đây nhiều lắm em, và hả anh sống ở đây mấy chục năm hầu như là anh gặp
gặp nó đến nỗi là không biết là bao nhiêu để mà đếm luôn các bạn. Ông nói vậy đó, cho nên hả mình mới rút ra được bài học là ô thì ra là vậy, bên đây có rất là nhiều người ăn bám như vậy sao đó. Mà các bạn biết những cái kiểu người như vậy á, mình nói thiệt luôn á, đối với mà ai mà xui mà gặp phải á, thì họ cũng giống như cờ bạc thì cũng cắn răng chịu đựng. Chứ bây giờ hả lấy nhau về rồi không lẽ bỏ nhau thì cũng kỳ. Thì bây giờ thôi kệ, mình nói để mình khuyên răng chồng mình để mình cho nó ông sửa đổi, ông thay đổi từ từ thì họ còn gán chịu có đựng các bạn. Nhiều khi hả cờ bạc nhiều quá chịu không nổi có đầu họ bỏ. Chứ còn giọng thứ mà đàn ông mà làm biếng mà ăn bám váy đàn bà, nó có cái miệng hay lắm các bạn. Nó không bao giờ nó chịu là nó là một người thất không không công cửa nghề, thất nghiệp đâu. Không bao giờ nó chịu gì, lúc nào cũng nói là nó tài bị bởi thì là chấm chấm và chấm chấm. Giống như mọi lý do trên đời, ví dụ như ngày hôm nay trời mà nó không được đẹp cũng là lo một cái lý do, là lý do là tại sao mà nó không đi làm, giống vậy đó các bạn. Rồi á mình nói các bạn, những cái người mà lấy những cái người đàn ông như vậy các bạn khổ lắm, họ khổ lắm mà tội nghiệp họ lắm. Mà lỡ lấy rồi giờ sao, giờ qua đây đất khách quê người có mình thằng chồng á, nó là cái chỗ để mình bám trụ lại. Mà bây giờ mình bỏ thì không được, mà mình ở thì mình khổ. Cho nên có nhiều người các bạn họ chịu đấm ăn xôi, họ cố gắng họ chịu đựng, họ chịu một đựng một thời gian rồi họ cũng cố gắng xây dựng, rồi cũng cố gắng là khuyên nhủ cho thằng chồng mình nó thay đổi hay gì đó ha. Rồi các bạn biết không, có nhiều người thì họ chịu thay đổi, nhưng mà có nhiều người họ không thay đổi. Họ không thay đổi thì bắt đầu là những cuộc ly dị nó diễn ra đều đều và dẫn nhau đi ra tòa, bắt đầu ký đơn ly dị. Đó là rất rất nhiều các bạn. Và có nhiều người họ nói là cái bắt đầu cái mấy cái người mà như vậy đó, họ đi ra ngoài đường họ đâu có nói là họ sai, họ không bao giờ họ nói họ sai, họ luôn luôn họ nói cái người đàn bà sai. Họ nói trời ơi tao mà biết nó vậy hồi xưa tao đâu có cưới nó đâu, tao cưới nó đem qua đây bây giờ cái đầu cái nó chê tao nghèo, nó chê tao không có tiền cho nên bỏ tao. Nhưng mà họ đâu có nói là họ cờ bạc, họ đâu có nói là họ hả ai làm biếng ăn không, và họ đâu có nói là hả theo kiểu là tối ngày đi chơi nhõng nhõng rồi hả bám váy đàn bà. Họ đâu có nói như vậy, họ không bao giờ họ nói như vậy. Họ chỉ đổ cho lỗi cho đàn bà là họ nói là tại đàn bà lợi dụng họ qua đây để có được cái tấm vé qua Mỹ xong rồi đá họ đi. Chứ họ đâu có nói là tại tôi cờ bạc nó chịu nổi cho nên nó bỏ tôi đi hay gì đâu. Họ đâu có nói vậy các bạn. Cho nên hả ngày hôm nay mình làm video này cho tất cả mọi người xem để mọi người biết hơn về những cái thể loại đàn ông bên Mỹ này, thà không lấy còn hơn, mình nói thiệt. Nhưng mà mình không phải là mình nói là họ có thể họ biết được những người như vậy, tại vì những người như vậy họ ngụy trang giỏi lắm các bạn. Họ ngụy trang giỏi lắm, họ không có cho mình thấy đâu. Tại vì họ phải ngụy trang giỏi để họ che lấp đi cái tật xấu của họ thì họ mới lấy được người ta. Nếu như mà họ đã phô ra, họ phô ra, mình nói thiệt luôn, cái người phụ nữ đó hả cho vàng cũng dám lấy nữa, mình nói thiệt luôn á. Nếu như mà người phụ nữ đó họ mà biết á, mình nói thiệt, cho vàng họ cũng lấy. Cho nên á, có nhiều người họ mình thương họ, là mấy cái chị mà họ comment cho mình, họ nói là em lấy được người chồng á hả biết lo như vậy là phước của em rất là nhiều. Mình nói thiệt á, ở bên Việt Nam mà kiếm được một người chồng mà biết lo làm ăn, người chịu thương chịu khó rồi đùm bọc vợ con nữa là đã là một vấn đề rất là lớn. Huống hồ chi là tìm cái người đó nó nằm ở một cái đất nước mà mình không sống ở đó, mình không có tiếp xúc với họ, mình không có lại gần họ, thì họ nói xạo là mình cũng biết đâu biết mẹ gì. Theo kiểu là họ nói xạo mình cũng đâu có biết mà họ nói xạo hay nói thiệt. Cho nên hả, cho nên mình nghĩ cái do mình có được cái ngày hôm nay cũng là do theo kiểu là ông bà độ mình, rồi cái phước phần của mình nó còn dày cho nên mình gặp được một cái người mà nó tốt vậy thôi. Chứ mình nói thiệt các bạn, có rất là nhiều cái hoàn cảnh như vậy mà không lẽ là người ta như vậy, người ta lên người ta kể tôi gặp thằng chồng tôi nó vậy đó, rồi để cho người khác cười vô mặt mình là làm sao, cũng tội cho người ta. Tại vì á, những cái người phụ nữ mà họ đã gặp những cái trường hợp như vậy là họ đã khổ rồi, mà họ kể lên mạng hay là họ nói cho người khác nghe, họ không có nhận được lại cái sự đồng cảm, mà nhiều khi có người khác còn cười vô mặt nữa, ai biểu ham gì kiều
lấy mấy cái thằng ở đâu ở bên nước ngoài, không biết nó là ai, không biết nó sống làm sao, tính tình nó làm sao mà lấy thì giờ gán chịu, giống vậy đó các bạn. Mình nói thiệt chứ không phải là chỉ ở nước ngoài mà ở Việt Nam cũng vậy. Nhiều khi mình quen người đó 2-3 tháng trời hay là 3-4 năm trời vậy đó, quen họ cho đã rồi tới cái cuối cùng ra tới lấy về nó lòi ra mấy cái tật xấu. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, đâu phải là lấy chồng nước ngoài đâu, cái đó là do hên xui may rủi thôi đó. Có nhiều người họ mà xui gặp những trường hợp đó thì tội cho người ta, đừng có đem ra chỉ trích người ta. Và ngày hôm nay mình chia sẻ cái vấn đề này cho tất cả những người nào đó quan tâm về cái lĩnh vực là lấy chồng nước ngoài và những cái người đàn ông ở nước ngoài như thế nào, thì biết hơn về một cái góc độ của cái xã hội ở bên đây nó là sao. Tại vì mình ở bên đây mình sống, mình chứng kiến tận mắt của mình và mình tin vào điều đó, mình thấy. Khi mình chứng kiến và mình thấy được những cái điều đó cho nên mà hả mình mới dám lên video mà mình nói về mình là người trải nghiệm cái cuộc sống bên Mỹ. Mình không có dám nói là mình biết hết tất cả, nhưng mà những gì mình chia sẻ với tất cả mọi người đó là những trải nghiệm mà hiện tại bây giờ mình đang sống ở đây, để cho mọi người biết hơn về nó thôi. Có nhiều người á, họ đâu có may mắn mà có thể đến được cái nước Mỹ này để mà biết là bên đây nó có cái gì. Và mình thì mình đang là con người sống ở bên đây và mình gặp được những cái tình huống như vậy. Mình không nói cái xã hội bên đây là điều xấu hết, nhưng mà mình đang nói là nó sẽ có một cái góc cạnh của cái xã hội, nó sẽ có những cái thành phần như vậy. Tại vì đã nói tiếng xã hội thì nó sẽ có rất nhiều thành phần tốt có, xấu có, đúng không mọi người? Rồi con chào cô chú thêm một lần đi rồi mẹ tắt máy nha. Rồi cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn, những người nào đó đang xem video của mình đến cái thời điểm này. Mong là những cái gì mình chia sẻ sẽ giúp cho mọi người hiểu hơn về cái xã hội nước Mỹ bên đây nó ra sao, và những cái con người mà mình tiếp xúc đó là những người Việt các bạn. Tại vì mình không biết nói tiếng Anh cho mình không có biết người Mỹ nó như thế nhiều. Tại vì mình chỉ biết người Mỹ qua cái lời kể của chồng mình thôi, và những người tiếp cận thôi, những cái người quen của mình, và họ kể về cái những người Mỹ thôi. Còn cái này là mình đang kể cho các bạn nghe, đó là người Việt của mình sống tại hải ngoại. Và bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào những video sau nhé. Những cái người mà mình kể đó là Việt kiều đó các bạn. Bye bye.